Trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến ngày càng phức tạp, Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương, doanh nghiệp cùng xây dựng cơ chế hỗ trợ tổ chức việc thực hiện mua, giết mổ và cấp đông thịt lợn nhằm ổn định cung cầu thị trường mặt hàng thịt lợn thời gian tới. Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đang có diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống người dân, gây bất ổn thị trường và nguy cơ mất cân đối cung cầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan tìm giải pháp để tập trung thực hiện việc thu mua, giết mổ, cấp trữ đông cũng như giữ ổn định giá lợn, không để sốt giá lợn vào những tháng tới. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đây không phải là việc của chỉ riêng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mà còn là việc chung của cả nước. Bộ Công Thương trong trách nhiệm của mình sẽ làm hết sức mình để đảm bảo cung cầu thị trường. Thứ trưởng khẳng định, cuộc họp liên ngành được tổ chức nhằm 3 mục đích, đó là nhanh chóng thống nhất, đưa ra các giải pháp kiến nghị đến các cơ quan bộ ngành, đảm bảo lợn thu mua đạt vệ sinh, tránh trường hợp thịt cấp đông không đảm bảo chất lượng. Nhà nước không đứng ra thu mua mà vai trò quyết định phải là các doanh nghiệp, địa phương. Nhà nước hỗ trợ bằng cách đề xuất cơ chế, biện pháp để sớm báo cáo với Thủ tướng Chính phủ có các quyết sách khuyến khích doanh nghiệp thu mua, cấp đông thịt lợn. Sau cuộc họp, Bộ Công Thương sẽ tập hợp các ý kiến kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng để nhanh chóng có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp cấp đông thịt lợn, đảm bảo không thiếu thịt vào những tháng cuối năm.